vâng xin chào tất cả các bạn đến kênh youtube duy Tê và hôm nay duy muốn chia sẻ với các bạn các câu hỏi liên quan đến vấn đề chạy quảng cáo trên youtube và đây là gần đây duy có nhận được một vài câu hỏi rất là hay và duy muốn chia sẻ cho các bạn cũng như để cho các bạn có thể hiểu hơn trong quá trình chúng ta áp dụng cái phương pháp chạy quảng cáo youtube để phát triển kênh và với các cái nội dung video hôm nay duy tin chắc rằng sẽ giúp cho các bạn các cái giá trị tuyệt vời và đặc biệt rằng nếu như các bạn là một người mới mới biết tới kênh youtube duy Tê thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký rung chuông để có thể cập nhật nhiều hơn các cái nội dung chia sẻ hữu ích trên youtube của duy và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của video và vâng bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của video và câu hỏi đầu tiên duy muốn chia sẻ cho các bạn có một bà có hỏi rằng là uh, có phải là chạy quảng cáo youtube uh, làm giảm đề xuất kênh bán hàng hay không và đây là một trong những câu hỏi có thể nói là rất là huyền thoại của những cái bạn nào thời điểm hiện tại đang xây dựng thương hiệu đang phát triển các cái dạng kênh bán hàng uh, hay là làm các cái dịch vụ trên nền tảng internet và chắc chắn rồi chia sẻ các bạn rằng là với cái câu hỏi rằng là có phải chạy quảng cáo YouTube làm giảm đề xuất kênh bán hàng hay không thì chia sẻ với bạn rằng là câu trả lời là không trong quá trình khi các bạn đi chạy quảng cáo thì phương pháp mà để có thể thúc đẩy cho các dạng kênh bán hàng của bạn để tiếp cận tới nhóm đối tượng khán giả mục tiêu để trở thành khách hàng tiềm năng của các bạn thì cái phương pháp chạy quảng cáo là một cái phương pháp giúp cho các bạn có thể đi nhanh nhất và tiếp cận cái nhóm đối tượng đó cũng như tốt nhất và chắc chắn rồi. đặc biệt những bạn nào là những cái dạng mà kênh mới uh, phát triển các thương hiệu sản phẩm dịch vụ thì không có cách uh, nào khác ngoài cái cách là chúng ta dùng quảng cáo để chúng ta đẩy. bởi vì nếu như các bạn không có mối quan hệ, không quen biết ai, uh, không biết nhiều trên internet và cũng không biết để làm gì để có thể thúc đẩy kênh thì cái phương pháp mà đẩy kênh an toàn và chất lượng hiệu quả nhất đó chính là chạy quảng cáo. thế thì đó là một phương pháp cực kỳ tốt và hiệu quả như vậy thì chắc chắn rằng này nó không làm với vấn đề về giảm đề xuất kênh youtube của các bạn đâu và các bạn phải hiểu rằng là có thể các cái dạng mà nội dung đó các bạn chưa có tối ưu liên quan về kênh chưa có tối ưu liên quan về video tức là các bạn phải hiểu rằng những cái dạng kênh mà liên quan về phát triển thương hiệu về bán hàng về dịch vụ cái việc đầu tiên đó là các bạn phải tối ưu các cái dạng à, thị trường các bạn đi vào ngách gì à, sản phẩm của các bạn là gì và cái sự chia sẻ các bạn như thế nào để bạn có một cái thị trường để bạn có thể SEO nó nên các cái top thứ hạng tìm kiếm của YouTube cũng như trên Google. Bạn phải làm tốt các cái vấn đề đó trước. Sau đó khi các bạn có được các cái nội dung tốt và các bạn đã tối ưu tốt rồi thì sau đó các bạn mới đi chạy quảng cáo thì nó sẽ hiệu quả. Và sau này nó sẽ giúp cho các kênh của bạn có sự phát triển và đạt được cái giá trị cao nhất. Và có thể bạn chưa xem một cái video mà Duy MGT đã từng chia sẻ cho các bạn đó là người mới tạo kênh YouTube có nên chạy quảng cáo ngay không? Nếu như các bạn chưa xem, các bạn có thể xem cái video như Duy đang chia sẻ trên màn hình và duy có để cái đường dẫn link đó dưới mô tả của video này các bạn có thể xem ở trong đó sẽ chi tiết sẽ hiểu được rằng trong cái quá trình khi đi chạy quảng cáo trên youtube và muốn được đề xuất cũng như muốn uh, tìm kiếm được các cái nhóm đối tượng tiềm năng và bo được cái tệp khán giả tiềm năng đó trở thành khách hàng tiềm năng của bạn trong quá trình các bạn bán hàng và phát triển thì chắc chắn các bạn cần phải tối ưu và tối ưu các cái điểm chất lượng của kênh của video và tối ưu tất cả mọi thứ đó và trong quá trình khi các bạn uh, xét theo cái chủ đề của các bạn uh, đang chia sẻ cũng như đang nhắm tới cái nhóm đối tượng khán giả đó thì bắt đầu các bạn mới có các kế hoạch chạy quảng cáo thì nó sẽ là hiệu quả nhất. Và vẫn phải nhấn mạnh cho các bạn rằng là chạy quảng cáo không phải là nguyên nhân giảm đề xuất kênh YouTube của các bạn nên các bạn phải lưu ý vấn đề đó. Bởi vì nếu như các bạn nghĩ rằng là chạy quảng cáo mà giảm đề xuất thì chắc chắn mấy cái ông làm nghề marketing hay là chạy quảng cáo trên các nền tảng YouTube nói riêng hay trên nền tảng online nói chung, chạy quảng cáo Google rồi là Facebook rồi là YouTube thì chắc chắn mấy ông đó thất nghiệp mất rồi. Và đặc biệt là các bạn hãy nhớ rằng cái yếu tố của người đi chạy quảng cáo là chúng ta đang là cái người mà nuôi các nền tảng mã xã hội như Google, YouTube, Facebook và các nhiều nền tảng mạng khác. Và chúng ta phải nhớ rằng là đó chính là cái cách để chúng ta tiếp cận cái nhóm đối tượng khán giả mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nó chỉ có cái là chắc chắn có thể là do chúng ta chưa tối ưu hoặc có thể là một cái nguyên nhân rất chủ quan đó là các bạn không biết chạy. Hoặc trong quá trình các bạn chạy cái ngân sách của các bạn ấy bỏ ra nó quá là ít. Các bạn cứ hiểu đơn giản là ví dụ như một cái thị trường nhỏ nếu như mà các bạn làm chủ trong cái thị trường đó và các bạn biết được cái nhóm đối tượng các bạn muốn hướng tới thì đôi khi các bạn chỉ cần bỏ vào một chút thôi là các bạn có thể rằng có các thứ hạng top tốt cũng như hướng được cái nhóm đối tượng mục tiêu rất là nhanh nhưng nếu như vào một cái thị trường to một thị trường nhiều người cạnh tranh thì khi bạn bỏ ra một cái số tiền vài trăm ngàn hoặc là có thể là vài triệu uh, trên một ngày chẳng hạn một cái thị trường to uh, khủng khiếp một cái thị trường nhiều người cạnh tranh như thế đôi khi một ngày nó phải trải đến uh, vài chục triệu và có thể là to hơn thì bạn thấy là gì với cái số tiền mà các bạn bỏ ra vài trăm chẳng hạn thì nó là gì nó là quá nhỏ nó là một cái con số như là muối bỏ biển cũng như là hạt cát ở sa mạc hay là hạt giọt nước ngoài đại dương vậy cho nên là muốn để đánh được cái quy mô thị trường để nó cho nó hiệu quả và nó mang lại cái giá trị cho bạn không ở cái khía cạnh của sự đề xuất mà nó còn mang cái giá trị cho bạn cái sự chuyển đổi để giúp cho các bạn có cái doanh thu ngay lập tức trong cái quá trình mà phát triển kênh sản phẩm hay dịch vụ hay phát triển thương hiệu thì chắc chắn là bạn phải có các chiến lược à, uh, liên quan về tối ưu nó và đấy là cái sự mà duy muốn nhấn mạnh như vậy khi tối ưu tốt rồi thì trong cái quá trình các bạn triển khai đề xuất ra cực kỳ hiệu quả bởi vì gần đây có khá là nhiều các cái bên mà bên duy có set up và chia sẻ cho uh, những cái bên đó họ làm rất tốt và cái hiệu quả cái kênh kéo lại đề xuất cực kỳ ngon và tiếp theo nữa là nhấn mạnh cho các bạn là cái phương pháp liên quan về chạy quảng cáo trên nền tảng youtube đó chính là một cái phương pháp mà có thể nói là xanh sạch đẹp nhất để phát triển kênh youtube bền và hiệu quả cũng như đó là một trong các cái phương pháp thu hút cái nhóm đối tượng khán giả tiềm năng cực kỳ tốt cho kênh YouTube của các bạn. Nếu như mà các bạn bỏ qua cái phương pháp marketing đó thì chắc chắn là bạn là một người đang đi bán hàng hay bạn là một người đang đi làm dịch vụ, bạn không tiếp cận nhanh thì người khác tiếp cận trước bạn. Thì coi như cái thị trường của bạn là gì? Nó sẽ không còn ngon như bạn mong muốn nữa. Đi phát triển làm trên nền tảng mạng xã hội đã liên quan về thương hiệu, về dịch vụ, về sản phẩm thì chắc chắn cái tốc độ của các bạn chia sẻ cũng như cái tốc độ các bạn tiếp cận tới À, cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu, nhóm khán giả mục tiêu nó càng nhanh thì nó mang lại các bạn cái sự hiệu quả càng cao. Chỉ còn các bạn mà đợi YouTube đề xuất cho các bạn. Các bạn đợi YouTube độ tới các bạn thì lúc đó à, thực sự à, chia sẻ các bạn rằng là nó giống như hám miệng chờ sung và có thể là đôi khi một số trước các chủ đề nó rất là xa vời. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng là quảng cáo nó là một phương pháp chất lượng chứ quảng cáo nó không phải là một phương pháp giảm đề xuất cái YouTube của các bạn. Đó là cái điều mà JKT muốn chia sẻ. Và vâng thì tiếp theo nữa cũng là một câu hỏi liên quan về chạy quảng cáo YouTube. Có một bạn có hỏi Duy rằng là thời điểm hiện tại kênh YouTube của các bạn nó đang được nổ đề xuất và nó đang có lượng người xem tốt cũng như giờ xem tốt nhưng cái lượng sắp nó chưa để hiệu quả thì có nên chạy quảng cáo hay không? Thì tương tự như vậy chia sẻ các bạn câu trả lời rằng là các bạn hãy nên áp dụng cái phương pháp chạy marketing để đẩy cái kênh của các bạn nhanh nhất và giúp cho cái kênh của các bạn có thể đạt được cái điều kiện nếu như các bạn là cái người mà bật kiếm tiền trên YouTube còn khi các bạn là những người mà đang uh, xây dựng thương hiệu cũng như phát triển các cái dịch vụ hay sản phẩm cũng nên chạy quảng cáo để thu hút cái nhóm đối tượng tiềm năng về với các bạn và chắc chắn rồi cái phương pháp là liên quan về chạy quảng cáo youtube đó như duy vừa chia sẻ ở đầu thì chúng ta thấy là gì nó là một phương pháp xanh sạch đẹp giúp cho kênh các bạn có thể phát triển còn các bạn đừng áp dụng những cái thủ thuật mẹo vặt mà nhỏ đó chính là bơm view bơm sắp hay mua một số các cái dịch vụ nó không an toàn về với kênh youtube của các bạn sau này nó rất ảnh hưởng trong cái quá trình các bạn phát triển kênh. Cho nên cái phương pháp tốt nhất đó chính là bây giờ các bạn muốn đi nhanh, muốn đi bền và muốn để làm sao mà đạt được cái mục tiêu nhanh chóng thì chắc chắn phương pháp chạy quảng cáo là một phương pháp rất tuyệt vời trên YouTube để giúp các bạn có thể uh, tiến tới mục tiêu một cách nhanh nhất. Đó là cái câu hỏi số 2 mà Duy muốn chia sẻ. Uh, và vâng thì trên đó là cái nội dung mà Duy muốn chia sẻ cho các bạn để cho các bạn thấy rằng là với hai cái câu hỏi mà Duy vừa chia sẻ các bạn, hy vọng rằng đã giúp cho các bạn cái kiến thức hữu ích trong quá trình khi chúng ta đi chạy quảng cáo và đó là những cái nội dung mà duy muốn truyền à, đạt tới các bạn. Các bạn thấy hay hữu ích, đừng quên nhấn thích video, nhấn chia sẻ video và hãy nhấn ký kênh YouTube duy KT để cập nhật nhiều hơn các cái giá trị hữu ích của duy. Và bên cạnh đó, các cái nội dung video liên quan, liên quan về chạy quảng cáo YouTube, duy có để dưới cái mô tả của video này. Các bạn nào chưa xem thì có thể xem các nội dung video đó và hy vọng rằng sẽ giúp cho các bạn có các cái nền tảng kiến thức hay mẹo vặt tốt trong quá trình mà sử dụng cái phương pháp chạy quảng cáo để có thể phát triển kênh YouTube một cách hiệu quả. Còn một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nội dung video.